kính chào quý vị và bà con. Bắc Bộ đang có những ngày nắng ráo, thời tiết hanh khô vào ban ngày với mức nhiệt từ 25 đến 28 độ. Về đêm và sáng trời rét sâu khi nhiệt độ giảm thấp về mức từ 14 đến 17 độ tại khu vực đồng bằng. Vùng núi là từ 11 đến 14 độ, vùng núi cao còn dưới 10 độ. Thưa bà con, Bắc Bộ sắp bước vào thời kỳ chính đông, sẽ xuất hiện các đợt rét đậm rét hại làm giảm sức đề kháng của gia súc, gia cầm, tạo điều kiện cho một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như là tụ huyết trùng, lở mồm long móng hay là dịch tả lợn. Bên cạnh đó, một số vật nuôi già yếu còn non, có sức đề kháng kém, có thể bị chết nếu không có biện pháp phòng chống thích hợp. Để chủ động phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, giảm thiểu tối đa thiệt hại gia súc, gia cầm, bà con cần áp dụng một số biện pháp như sau. Gia cố chuồng trại cho phù hợp, có hệ thống bạt, rèm che chắn chuồng để đảm bảo kín gió, ấm áp. Giữ cho nền chuồng khô ráo, có thể rải thêm rơm khô hoặc là trấu vào chuồng. Không cho trâu bò cày kéo khi thời tiết quá lạnh. Áp dụng chế độ chăn thả muộn, về sớm. Nhiệt độ quá lạnh sẽ làm giảm sức đề kháng của vật nuôi, nhất là đối với gia súc già yếu, gia súc non. Cần cung cấp đủ thức ăn thô xanh, bổ sung thêm thức ăn tinh như là bột ngô, bột sắn, cám gạo. Bổ sung thêm muối bằng cách pha khoảng 5g trên 100kg thể trọng với nước ấm cho trâu bò uống để tăng trao đổi chất, sức đề kháng cho trâu bò. Trở lại với những thông tin thời tiết ở các tỉnh Trung Bộ, hôm nay mưa đã giảm hẳn, chỉ còn xảy ra rải rác về chiều tối. Từ ngày mai trời có nắng nhiều hơn, nhiệt độ cũng tăng lên. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, dao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ là từ 28 đến 32 độ. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đang bước vào mùa khô nên mưa cũng ít đi, chỉ còn xảy ra rải rác vào chiều tối. Ban ngày nắng ráo, nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên là từ 26 đến 30 độ, còn tại Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ. Kết lại bản tin hôm nay là dự báo nhiệt độ các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.